mai vẫn làm kịp mà. Không gấp, từ từ cũng xong. Từ từ cháu mới nhừ. Bạn có thường xuyên tự nói những câu này với chính mình không? Tin buồn cho bạn là những câu nói đó sẽ làm tăng nguy cơ bạn bị đau đầu, mất ngủ hoặc gặp các vấn đề về tiêu hóa, cũng như dễ mắc phải các chứng cảm cúm, cảm lạnh hơn, thậm chí tăng huyết áp và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đó là những hậu quả của sự trì hoãn đã được tiến sĩ Searles nghiên cứu qua nhiều thập kỷ. Trong thực tế, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự trì hoãn đang gây ra những rắc rối về chất lượng công việc và học tập bằng việc lãng phí thời gian, hút cạn kiệt nhựa sống trong chúng ta và khiến chúng ta mất dần động lực vào công việc thông qua những kết quả công việc tệ hại. Sự trì hoãn được định nghĩa là chủ động làm chậm trễ công việc một cách không cần thiết. Theo nghiên cứu, ước tính khoảng 20% người lớn và hơn 50% sinh viên thường xuyên trì hoãn. Điều này cho thấy sự trì hoãn là một biểu hiện phổ biến ở rất nhiều người. Nhiều người cho rằng việc trì hoãn là kết quả của sự lười biếng và kỹ năng quản lý thời gian kém. Nhưng các nhà khoa học đã khám phá sâu hơn thế. Trì hoãn là sản phẩm chính của cảm xúc, thế nên sự trì hoãn phát sinh khi chúng ta không biết quản lý cảm xúc đúng cách. Mình được học một quy luật của tâm lý, đó là con người chúng ta luôn lảng tránh sự khó chịu và tìm sự vui vẻ, thoải mái. Khi đối diện với một vấn đề nào đó, bộ não của chúng ta luôn cố gắng chọn phương án để cơ thể và trí óc được vui vẻ và thoải mái nhanh nhất. Điều này hình thành hai luồng tư tưởng, một là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng để có được niềm vui, hai là lảng tránh công việc, nhất là khi chúng ta có nhiều thời gian và công việc chưa quá quan trọng thì chúng ta lại càng ngụy biện cho bản thân với lý do thôi cứ nghỉ ngơi để dành sức cho ngày mai làm. Điều đáng tiếc là thường chúng ta sẽ lựa chọn điều thứ hai này hơn vì nó có vẻ dễ dàng, thoải mái và vui vẻ hơn. Cũng theo quy luật tâm lý tránh sự khó chịu và tìm sự vui vẻ, thay vì vất vả để lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao và có niềm vui, bộ não của chúng ta đã lươn lẹo tự tạo ra niềm vui ảo bằng cách nghĩ ra nhiều lý do để hạ thấp người khác, tân bốc khả năng của mình, nghĩ rằng mình như vậy là được rồi và vui vẻ với cảm giác đó. Chính điều này làm cho chúng ta không còn cố gắng nỗ lực nữa. Kiểu tâm lý này thường xảy ra khi chúng ta đạt được một chút thành tựu nhỏ nhỏ gì đó. Cụ thể là trước khi có thành tựu, chúng ta rất siêng, rất cố gắng, không trì hoãn. Nhưng sau khi được một thành tựu gì đó thì sự trì hoãn xuất hiện. Và sự trì hoãn ở đây chính là do chúng ta đã bị bộ não lươn lẹo đánh lừa bằng việc đánh giá cao khả năng của mình. Thật ra thì trừ bậc thánh vô ngã ra, ai cũng bị điều này cả. Mình cũng vậy, vì nó là một bản năng xấu luôn có sẵn. Điều này đã được Đức Phật nói đến cách đây hơn 2.500 năm với tên gọi là kiết sử kiêu mạn. Chính kiết sử kiêu mạn này làm cho con người không thể tiến lên mãi mà cứ tiến rồi lại lùi. Ví dụ, khi làm được một bài thuyết trình được nhiều người khen hay thì bài thuyết trình tiếp theo tự nhiên chúng ta có xu hướng trì hoãn sự chuẩn bị. Hoặc khi thành công ở một dự án thì trong dự án tiếp theo chúng ta thường sẽ trì hoãn việc chuẩn bị kỹ càng. Vì vậy, để chữa căn bệnh trì hoãn, chúng ta cần dạy cho bộ não hai điều. Một là nhận ra khi nào chúng ta đang lẩn tránh cảm xúc khó chịu bằng cách trì hoãn. Hai là nhận ra khi nào chúng ta đang bị cảm giác vui vẻ ảo từ suy nghĩ tự tâng bốc chính mình và hạ thấp người khác. Vậy thì làm sao để dạy cho bộ não hai điều này? Câu trả lời chính là thiền. Cụ thể thì một nghiên cứu của giáo sư Nicolas Sachs và nhà tâm lý học André de Pozzo de Pozzo công bố trên International Journal of Applied Positive Psychology cho thấy chỉ với 3 phút mỗi ngày thực hành thiền, bạn sẽ có xu hướng giảm bớt sự trì hoãn trong tương lai. Thiền giúp giảm sự trì hoãn vì không chỉ dừng lại ở việc giúp cơ thể và bộ não phục hồi sau những căng thẳng về thể chất và tinh thần, thiền còn giúp cho chúng ta kiểm soát cảm xúc. Kiểm soát cảm xúc tốt đồng nghĩa với việc bạn có thể biết khi nào mình đang bị cảm giác sợ sự khó chịu điều khiển dẫn đến sự trì hoãn. Ngoài ra, kiểm soát được cảm xúc thì bạn sẽ nhận ra được khi nào mình đang có cảm giác vui vẻ từ việc tự tâng bốc chính mình hay hạ thấp người khác. Khi bạn nhận ra được cảm xúc đó rồi thì bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc loại bỏ nó và loại bỏ những suy nghĩ làm bạn tự mãn và trì hoãn kia đi. Các bạn muốn học thiền có thể xem link bên dưới. Bên cạnh đó, có một mẹo nhỏ để bạn giảm bớt nỗi sợ cảm giác khó chịu, đó là hãy bắt đầu trong 2 đến 10 phút. Khi bộ não thấy rằng chỉ cần làm 2 đến 10 phút thôi thì tự nhiên nó sẽ thấy dễ dàng hơn, không thấy cần phải trì hoãn nữa. Ví dụ, nếu bạn muốn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh, hãy bắt đầu nghe trong vòng 2 phút và có thể bạn sẽ bất ngờ khi nhìn lại mình đã nghe được hơn 30 phút.
Lợi ích của mẹo này là khi chúng ta hoàn thành được một việc gì đó dù là nhỏ, tự nhiên niềm vui sẽ xuất hiện. Lâu dần, bộ não sẽ tự ghi nhớ và học thuộc cảm xúc khi bạn hoàn thành công việc. Từ đó, bộ não sẽ trở nên thích làm việc hơn vì nó hiểu sau khi xong việc, nó sẽ có cảm giác vui vẻ. Cuối cùng, mình xin chúc các bạn sẽ luôn nhận ra được cảm xúc của mình để loại bỏ được sự trì hoãn trong học tập và làm việc. Cụ thể là trong mùa dịch này, bạn có kế hoạch nào chưa làm, hãy làm ngay nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like, subscribe và đăng ký để xem thêm những video mới hàng tuần nha!